Chào mừng các em đến với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập Trong sách giáo khoa của môn toán lớp 6 Các em ở sách giáo khoa của môn toán lớp 6 trang 16 Bài 5 Phép cộng và phép nhân Thì đầu tiên các em làm bài tập số 26 Bài tập số 26 có nội dung như sau Cho các số liệu về quãng đường bộ từ Hà Nội đến Vĩnh Yên dài 54 km, từ Vĩnh Yên đến Việt Trì dài 19 km và từ Việt Trì đến Yên Bái dài 82 km. Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái, từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì. Thì như vậy dựa vào nội dung của bài toán Chúng ta sẽ tóm tắt bài toán như sau. Quãng đường từ Hà Nội lên Vĩnh Yên là dài 54 km. Từ Vĩnh Yên đến Việt Trì là dài 19 km. Từ Việt Trì lên Yên Bái quãng đường dài 82 km. Như vậy, các em hãy tính quãng đường từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì. Thì như vậy, để tính quãng đường từ Hà Nội đến Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì, các em sẽ lấy 54 cộng với 19 và cộng với 82. Như vậy, chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Quãng đường ô tô đi là chúng ta lấy 54 cộng với 19 và cộng với 82. Thì 54 cộng 19 cộng với 82, chúng ta được kết quả là 155 và đơn vị đo là km. Do đó chúng ta có đáp số là 155 km. Tiếp theo các em làm bài tập số 27, áp dụng tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh. Câu A e, 86, cộng với 375 cộng với 14. Thì ở đây để giải bài toán này, các em sẽ áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Chúng ta có mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc cộng với C sẽ bằng A cộng với mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc. Thì như vậy để thực hiện phép cộng giữa ba số hạng A cộng B cộng C thì các em có thể nhóm hai số hạng bất kỳ lại với nhau. Được kết quả bao nhiêu các em sẽ cộng với số hạng còn lại. Ở đây các em nhận xét 86 cộng với 375 cộng với 14. Thì nếu chúng ta kết hợp hai số hạng 86 cộng với 14 lại thì 86 cộng với 14 chúng ta dễ dàng tính được bằng 100. Như vậy 100 mà cộng với 375 thì sẽ được bằng 475. Như vậy là chúng ta sẽ áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng và thực hiện phép tính như sau. Đầu tiên, chúng ta kết hợp hai số hạng là 86 cộng với 14 và ngoặc 86 cộng 14 đóng ngoặc được kết quả bao nhiêu cộng với 375. 86 cộng 14 bằng 100. Sau đó lấy 100 cộng với 375 thì sẽ bằng 475. Tiếp theo các em sang câu B. 72 cộng với 69 cộng với 128. Ở đây chúng ta có một nhận xét. Nếu 72 mà cộng với 128 thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 200. Sau đó lấy 200 cộng với 69 thì sẽ bằng 269. Thì dựa vào nhận xét này, các em sẽ dùng tính chất kết hợp của phép cộng Nhóm hai số hạng 128 cộng với 72 lại được kết quả bao nhiêu cộng với 69? 128 cộng với 72 thì chúng ta dễ dàng tính được bằng 200. Sau đó lấy 200 cộng với 69 thì sẽ bằng 269. Tiếp theo các em sang câu C. Câu C các em thực hiện phép tính 25 nhân với 5 nhân 4 nhân 27 và nhân với 2. Ở đây áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân. Mở ngoặc A nhân B đóng ngoặc nhân C bằng A nhân mở ngoặc B nhân C đóng ngoặc. Thì để thực hiện phép nhân giữa ba thừa số A nhân B nhân C thì các em có thể nhóm hai thừa số bất kỳ lại với nhau. Được kết quả bao nhiêu? Các em sẽ nhân với thừa số còn lại. Thì ở đây chúng ta có phép tính 25 x 5 x 4 x 27 x 2 thì chúng ta có một nhận xét 25 x 4 bằng 100 5 x 2 bằng 10 thì như vậy các em sẽ nhóm hai thừa số là 25 nhân với 4 lại tiếp theo các em nhóm hai thừa số 5 nhân với 2 lại thì 25 nhân với 4 bằng 100 5 nhân 2 bằng 10 sau đó các em sẽ lấy 100 x 10 và nhân với thừa số còn lại là 27. Thì 100 x 10 bằng 1.000. 27 mà nhân với 1.000 thì các em chỉ việc thêm 3 chữ số 0 vào đằng sau số 27. Bởi vì 1.000 có 3 chữ số 0, các em đã học cách nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1.000 ở chương trình học toán lớp 4. Thì như vậy 27 nhân với 1.000 các em chỉ việc thêm 3 chữ số 0 và đằng sau số 27, tức là đằng sau chữ số 7. Tiếp theo các em sang câu D. 28 nhân với 64 cộng với 28 nhân với 36 bằng bao nhiêu? Ở đây các em áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Tức là chúng ta có tổng quát A nhân với mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc thế bằng a nhân b cộng với a nhân c ở đây a nhân b cộng với a nhân c có thừa số chung là thừa số a thì như vậy 28 nhân 64 cộng 28 nhân với 36 phép tính này có thừa số chung là 28 cho nên các em sẽ đặt thừa số chung là 28 ra ngoài bên trong sẽ còn lại là 64 cộng với 36 thì như vậy 28 nhân với mở ngoặc 64 cộng với 36 đóng ngoặc thì 64 cộng với 36 Chúng ta dễ dàng tính được bằng 100. Như vậy, chúng ta sẽ có 28 nhân với 100. 28 nhân với 100 thì các em chỉ việc thêm 2 chữ số 0 vào đằng sau chữ số 8 của số 28. Bởi vì 100 có 2 chữ số 0. 28 nhân 100 sẽ bằng 2800. Tiếp theo các em sang bài tập số 28 trên hình 12 đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút. Hai kim đồng hồ chia mặt đồng hồ thành hai phần. Mỗi phần có 6 số. Tính tổng các số ở mỗi phần và em có nhận xét gì? Các em quan sát hình 12. Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Kim ngắn chỉ qua số 9, điều này có nghĩa là 9 giờ hơn. Kim dài chỉ qua số 3, chỉ qua số 3, 3 vạch. Đến số 3 là 15 phút, thêm 3 vạch nữa là 18 phút. Thì như vậy trên hình 12 kim đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút. Hai kim đồng hồ này, tức là kim ngắn và kim dài chia mặt đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có 6 số. Ở đây chúng ta có phần trên có các số là 1 2 3 10 11 12. Phần dưới có các số là 4, 5, 6, 7, 8, 9 Thì mỗi phần đều có 6 số Bây giờ các em tính tổng các số ở mỗi phần Sau khi tính xong Và các em hãy lêu ra những nhận xét của mình Thì như vậy chúng ta sẽ giải bài toán như sau hai kim đồng hồ chia mặt đồng hồ thành 12 phần Tổng các số ở trên kim đồng hồ là trên kim đồng hồ chúng ta có 1 cộng 2 cộng 3 cộng 10 cộng 11 cộng 12. Ở đây áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng. Các em sẽ nhóm 1 cộng với 12. Sau đó nhóm 2 cộng với 11. Cuối cùng nhóm 3 cộng với 10. Thì 1 cộng 12 bằng 13. 2 cộng 11 cũng bằng 13. 3 cộng 10 cũng bằng 13. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 lần của 13. 13 x 3 và bằng 39. Tiếp theo, chúng ta tính tổng các số dưới kim đồng hồ. Tổng các số dưới kim đồng hồ là 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9. Bây giờ các em cũng nhóm số bé nhất và số lớn nhất. 4 9. Tiếp theo các em nhóm 5 cộng với 8 Và cuối cùng nhóm 6 cộng với 7 Thì 4 cộng 9 bằng 13 5 cộng 8 cũng bằng 13 6 cộng 7 cũng bằng 13 Ở đây các em có 3 lần của 13 Thì như vậy 13 x 3 bằng 39 Sau khi thực hiện các phép tính Chúng ta có nhận xét như sau Nhận xét thứ nhất Tổng các số ở mỗi phần bằng nhau và đều bằng 39. Nhận xét thứ hai, tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất ở đây là 4 cộng với 9 bằng tổng của hai số cách đều hai số đấy. 5 và 8 cách đều 4 là 9. Thì 4 cộng 9 bằng 5 cộng 8. 6 cộng 7 6 và 7 cách đều 4 và 9 thì như vậy. 4 cộng 9 bằng 5 cộng 8 bằng 6 cộng 7. Do đó tổng của hai số nhỏ nhất và lớn nhất sẽ bằng tổng của hai số cách đều hai số ấy. Tiếp theo các em làm bài tập số 29, điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau. Ở đây, chúng ta có một bảng thanh toán. Cột thứ nhất là số thứ tự. Cột thứ hai là loại hàng. Cột thứ ba là số lượng hàng được tính bằng quyển. Cột thứ tư là giá đơn vị được tính bằng đồng và cột cuối cùng là tổng số tiền đơn vị là đồng. Số thứ tự đầu tiên là số 1. Chúng ta có loại hàng là vở loại 1. Số lượng là 35 quyển. Giá đơn vị tức là giá của một quyển là 2.000 đồng. Tổng số tiền bằng bao nhiêu đồng? Một quyển là giá 2.000 đồng Như vậy 35 quyển Thì tổng số tiền sẽ bằng 35 x 2.000 35 x 2.000 Bằng 70.000 Tiếp theo Số thứ tự là 2 Loại hàng là vỏ loại 2 Số lượng Là 42 quyển Giá đơn vị tức là giá một quyển Là 1.500 đồng Ở đây để tính tổng số tiền thì các em sẽ lấy giá của một quyển là 1.500 đồng nhân với 42 quyển thì như vậy 42 nhân với 1.500 bằng 63.000 như vậy tổng số tiền là 63.000 đồng tiếp theo số thứ tự là 3 loại hàng là vào loại 3 số lượng là 38 quyển giá đơn vị là 1.200 đồng một quyển như vậy tổng số tiền sẽ là 38 38 quyển nhân với giá của một quyển là 1.200 đồng và bằng 45.600 như vậy tổng số tiền sẽ bằng 45.600 đồng ở đây chúng ta sẽ cộng tổng số tiền của mỗi loại hàng thì như vậy chúng ta lấy 70.000 cộng 63.000 cộng với 45.000 600. Thì chúng ta sẽ được kết quả bằng 178.600 đồng. Thì như vậy các em vừa làm xong bài số 29. Tiếp theo các em làm bài tập số 30. Tìm số tự nhiên x biết câu a là mở ngoặc x 34 đóng ngoặc nhân với 15 bằng 0. Ở đây các em có thể coi x 34 là một thừa số của phép nhân. Thừa số thứ nhất là x 34, thừa số thứ hai là 15 và tích là bằng 0. Chúng ta coi x 34 là một thừa số. Thì chúng ta biết tích của một số với 0 thì bằng 0. x 34 nhân 15 bằng 0. Thì như vậy, x 34 chỉ có thể bằng 0. x 34 bằng 0 thì 0 nhân 15 với bằng 0. Do đó chúng ta sẽ suy ra x 34 bằng 0. x 34 bằng 0. Phép trừ có hiệu bằng 0. Thì số bị trừ phải bằng số trừ. Hai số bằng nhau thì khi thực hiện phép trừ chúng ta mới thu được kết quả bằng 0. Như vậy x trừ 34 bằng 0 thì x phải bằng 34. Vậy x bằng 34. Các em sang câu B 18 nhân với mở ngoặc x trừ 16 đóng ngoặc bằng 18. Tương tự câu A e, các em cũng coi x trừ 16 là một thừa số. Thừa số thứ nhất là 18, thừa số thứ hai là x trừ 16 và tích là bằng 18 chúng ta biết một tính chất của phép nhân đó là nếu một số a mà nhân với số 1 thì sẽ bằng kết quả của số 1 nhân với số a và bằng chính số a đó ở đây 18 nhân với một thừa số và được tích bằng 18 thì như vậy thừa số thứ hai phải bằng 1 18 x 1 bằng 18 do đó x 16 phải bằng 1 các em sẽ suy ra x 16 bằng 1 x trừ 16 bằng 1, x là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ của một hiệu thì các em sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Tức là x sẽ bằng hiệu là 1 cộng với số trừ là 16. Như vậy suy ra x bằng 17, 1 cộng 16 bằng 17. Vậy x bằng 17. Thì như vậy bài tập số 30 đã kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ bấm vào biểu tượng cái chuông để nhận các video mới nhất của kênh học toán online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.